Xin chào tất cả các bác, các bạn, anh, các anh chị em 50 câu cá. Thì trong cái video này em giới thiệu các bác cái mẫu cần bình dân của Daiwa, cần nua nhá, nua vược, nua chẽm, nua lóc. Mẫu này thì em bán rất lâu rồi và được rất nhiều anh em sử dụng, đặc biệt là những bác cao thủ đã dùng. Em thấy là nó mức giá bình dân nhưng nó rất là trâu bò. Anh em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái mẫu cần này có thể vào trang kênh YouTube của bác Toán Nhà Quê. Đấy. Bác là một trong những cao thủ câu nua khu vực miền Bắc. Đấy, các bác nhìn thấy trên tay của bác đang cầm cây cần nua Daiwa. Sweet Fire các bác nhá. Mẫu bình dân này, Sweet Fire này. Mẫu cần rất là bình dân nhưng mà trâu bò của Daiwa. Nói chung là các bác mà nua lóc mà nóc mà chuối tầm độ 2-3 kg đổ lại thì không xi nhê gì với dòng này cả. Anh em có thể vào đây xem bác cái nua đấy, để thấy bác cái kéo cá như nào. Và bác giật cá những con cá mà tầm 1,5 cân bác giật mà phát bắn bay lên bờ luôn. Vì những cần nó khỏe như vậy. Đây, em sẽ thu lại cho anh em xem nhé. Đây, anh em có thể tham khảo trên kênh YouTube của bác Toán Nhà Quê đây. Bác là một trong những cao thủ câu cá miền Bắc ấy. Đấy. Đặc biệt là trong bộ môn nuôi dê là bác cũng có số có mã đấy các bác. Em thì cũng đưa đòi chơi món này thôi nhưng mà cũng không được giao lưu với các bác bao giờ cả. Đây. Chúng ta thấy có những pha mà anh em vào đây có thể xem là những pha bác cái giật cá bằng cái cần Sweet Fire, Daiwa Sweet Fire nhá. Em không nhầm, bác cầm trên tay là con này là 21. 21 thì hiện tại em đang có hai size nhé, size 1m9 và 21. Còn máy thì bác ấy, em nhìn không nhầm là máy bác dùng con MG của Daiwa, không nhầm là con máy MG Daiwa. Anh em có thể kết hợp với lại nhiều mẫu máy bên đăng trường đang có, ví dụ như mẫu máy Chicafox 2000 đấy, hoặc là Crossfire cũng có 2000, 1.000, 2.000, tùy các bác có thể lựa chọn đến 3.000. Đấy. Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại em để dưới video nhé, địa chỉ em để dưới video. Bác nào muốn tham khảo về cái mẫu cần này có thể vào kênh Bác Toán Nhà Quê. Đấy. Một trong những cao thủ câu nu lóc nu sộp miền Bắc nhá, nu chuối. Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị 50 câu cá. Hôm nay đến với bộ môn câu lua. Nuôi suối, nuôi lóc, nuôi vược, nuôi chẽm. Nói chung là anh em chơi nuôi dê. Đấy. Thì em giới thiệu cho các bác hai bộ cần chính hãng của Daiwa, giá bình dân sinh viên, giá 850 bộ, độ dài 1m9 và 2m1. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại em để dưới video nhé. Địa chỉ em để dưới video nhé. Thì các bác với những bộ cần này các bác có thể nuôi cá tầm 7-8 kg đổ lại. Đấy, có nghĩa là anh em đánh cá thoải mái với tầm giá tiền mà 850, anh em thoải mái tập nua rồi, mà là hàng chính hãng Daiwa luôn, cần máy chính hãng Daiwa. Ngoài ra thì nó sẽ một bộ 850 này sẽ tặng kèm đủ cho anh em từ khóa, cước, cá giả, cá sắt, nhái giả. Đấy. Thì thứ nhất là ta đến với máy thì các bác sẽ có máy Daiwa Chicafox 2000B. Đây. Tốc độ chuyển động là 5.3/1, trọng lượng là 250 g. Đấy. Một bay bearing, lực tải max là 4.5 kg. Đấy. Cước 0.25 vào được 120m, 0.28 vào 100m, 0.30 vào được 85m. Đây về máy nha, đây. Anh em sẽ có cây cần và máy này. Đây là cần cần 2m1 này. Đây là cần 2m1 này. Đây máy Chicafox 2000B đây. Đấy, màu đen bạc. Rất phù hợp cho anh em nuôi suối, nuôi lóc, nuôi vược, nuôi chẽm. Đấy. Thì đi với cần Sweet Fire mã là 702
MHFS. Đấy, hàng chính hãng nha anh em nhé. Máy cũng chính hãng luôn. Đấy, máy chính hãng này. Cần chính hãng này, cần cán gỗ bần. Đấy, cán gỗ bần. Đấy, sản xuất tại Việt Nam, margin Việt Nam. Sản xuất tại nhà máy Đa Hoa đặt ở Việt Nam nhé. Đấy, thông số cái cần đây. Đấy, tải cá từ 8 đến 17 lp. À, có thể kéo cá tầm 7 đến 8 kg, mắc là cá 7 đến 8 kg. Mã là SWD702MHFS. Đấy, hàng chính hãng anh em nhé, hàng chính hãng. Cần hai khúc, cần hai khúc nhé. Đây này, cây này dài 21 nhé, 21 nhé. Nếu mà nào thích đánh dài thì chúng ta chơi 21. Cần này phù hợp câu lóc, câu vược, câu chẽm, câu măng. Đấy, chuối sộp. Ok. Và đi kèm là một con cước 100 m. Một vỉ khóa, một vỉ khóa nhé, một cá giả, một nhái, một cá sắt. Đấy, cá sắt thì tương tự cũng có bộ cần Đa Hoa, nhưng bộ này 1m9 thôi. Bộ này có mã là Sweetfire 662MFS. Máy cũng vẫn như vậy, cán gỗ bần. Bộ này thích hợp cho anh em nua suối này, nua những chỗ hẹp, nua lóc, nua vược, nua chẽm những chỗ hẹp này. Tải nực tải từ 6 đến 14 lb. Con này mắc của nó 6 đến 7 kg. Đấy, đấy, tất cả đều là hàng chính hãng anh em nhé, đều là hàng chính hãng. Đấy, cần hai đốt anh em nhé, hai đốt nhé. Đấy, cần hai đốt. À, cần hai khúc đi. À, chính xác. Nói chung là với một bộ cần đấy, để anh em tập câu lua này là quá ok rồi. Giá sinh viên, lực tải rất tốt, độ cong cần cũng rất là tốt anh em nhé. Độ cong cần rất là tốt các bạn nhỉ. Độ cong cần rất là tốt nhé. Chịu tải khá là tốt, độ lẩy tốt, vẩy mồi đi rất là ok với mức giá rổ bình dân. Đấy, đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Các bạn nhớ là một bộ của nó là 850, bao gồm đầy đủ phụ kiện cho anh em về để tập cua lua nhé, tập cua lua để các bác đánh lua. Mùa này đang vào mùa câu chuối, câu sộp đây. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ vào mùa câu suối nữa nhé. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video. Đây là hàng của anh Quý gửi về bến xe nước ngầm. 5 kg mồi của Giang Trường Phúc Sinh. Đây là hàng gửi về trên Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Còn đây là hàng của Mạnh Huy cũng gửi về chợ Kim, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Việt ở tỉnh Phú Thọ. Tiếp theo là hàng của bạn Phạm Văn Đức ở tỉnh Điện Biên. Còn đây là hàng của bạn Phạm Ngọc Hải ở thành phố Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Đặng Trường Tuấn ở tỉnh Hòa Bình. Đây vẫn là cần của bạn Đặng Trường Tuấn ở Lạc Sơn, Hòa Bình. Đây là hai bộ cần
Còn đây là hàng của bạn Lê Trọn Hiếu, tỉnh Long An. Cần Diêu Bi.